Hello. Chào mừng ông bà cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hải Ca. Em là Sơn Báo này cả nhà ơi. Thì mấy hôm nay có nghiến báo với chị Linh ấy á, báo mẹ em quá trời luôn à. Lên bò xuống ruộng luôn. Cho nên là hôm nay em sẽ trả thù hai con người đó. Trời ghê chưa? Trả thù như thế nào thì anh chị cùng đón xem nha. Ăn gì nhân? Ăn gì? Muối ớt. Mặc đồ quần áo vậy trời, cổ lộn người trong. Trời ơi, mặc này đi xuống đợi người ta cười mày chết. Nhưng tôi có tiền là được rồi, đâu sợ. Để con đi mua cho ký chanh. Làm gì? Trà cái bớt phèn cái gì vậy? Ý là mày che mẹ mày lúa vậy? Lúa đâu? Nấy mầm chứ lúa gì? Trà mà như che cho lúa. Không có lúa thiệt. Ủa sao ai kìa? Bà thành mạ luôn chứ lúa gì? Ăn gì có muối vậy? Ăn muối ớt. Bữa giờ làm gì mà mày chị Linh lụm với Nguyễn lụm này. Mày nói bà Linh với con yếu tiểu tử lập tức còn hơn gì nữa. Khóc bù la luôn. Tập cho tao khóc bù la luôn, nó chơi gì phê phê á. Chơi gì phê phê? À biết ngồi nó, gì trắng trắng nó phê phê phê. Chị ke. Ớt hả? Đẹo tao nó cho nên tao khóc cái bà nội cũng là hai đứa nó dính rồi. Mày tức thì sao? Ờ tức nó không được luôn á. Cho anh bà đó. Khóc thấy mẹ luôn. Mặc gì là bị cho anh quà chán một chút. Hay. Thì con giờ con bàn với mẹ cái này nè. Con mới rủ đường Minh. Chút xíu mày dụ con Yến với chị Linh á đi mua đồ cho mẹ đi. Để con lụm hai người đó. Được không á nội. Được mà, mẹ trời lụm. Ơi con mẹ mày không tin chứ. Lâu lâu nó lụm hai ông thấy mày. Sao mà lụm được con được. Nè. Mới mua được ma thi đá gì nè. Má mày mình chơi gì nữa. Chơi. Yên cứ đang nói thôi. Để xíu mày chết đó. Trời ơi, chưa kịp nói chết, chết nè. Để xíu hốt nghe. Với chị Linh. Cho anh á, cho anh á. Trả thù cho mẹ chứ. Mày đừng phèn. Hốt là nó hốt hai ông nội thấy mẹ. Nè, giống không, giống không. Mà đá này đá gì mà cục cho bá như vậy. Cho mùa đá quá à. Cho cục mùa đá. Được không? Được, yên tâm. Được không nha. Làm thêm cục không? Đầu mày không tóc qua nó dễ nắm lắm á. Hai đứa quỷ á. Không để. Nha. Nhớ con dặn là dặn gì nhớ không? Kêu hai nó mua đồ cho mẹ. Kêu chở đi chung hai người đi chung mới được nha. Nói sao mày nói muốn gì kệ tùy mẹ. Nào nó lên nó dục dụ nó gì đó. Hiểu không? Biết rồi. Biết rồi không có cười gì trơn nha. Mày cho nó hay nó cho lại mày tao khóc với mày nữa. Đừng có sợ, thì có con lo. Hay quá con lo. Nhớ gì đây giờ con với mình đi chuẩn bị. A few moments later. Cộng số 8 chiếc tay anh giam giữ đời anh trong ngục tù. Hai chị ta chữ dắt ma túy. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai đứa mày khùng à? Mẹ. Cái gì? Đời ngày hai chị cho tôi kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Ủa kiểm tra gì anh? Ở đâu ra đây hả? Cái vụ gì? Thằng Hiền ơi. Anh ơi em mua bồ câu cao gì cho mẹ em nấu nấu. Dạ xe ra kiểm tra xe anh. Kiểm tra gì anh trời? Cái gì vậy ba? Cái gì vậy bay? Ủa là cái gì? Cái gì đây? Ủa ai bé? Thì có bao tay hả? Bao tay thôi vậy? Bao tay là cái gì? Từ từ
Cái gì đó người ta bắt trong xe bà giỡn gì? Nhưng mà cái này không phải
của tôi. Không phải của bà sao trong xe bà? Ai biết? Anh ơi, nhà chỉ là một tay thôi à. Cái này giống ngăn cục đường phèn quá vậy anh. Phèn mà phèn. Trời ơi, có đường phèn nào vậy? Ai đường phèn bỏ trong cái xe giấu vậy? Không tin thì tôi ăn thử cục đường phèn thử có phải không? Ăn hả? Giờ còn hút chích nữa mà ăn nữa hả? Em thấy không? Sao nãy giờ thấy thằng đại tá thì nói đại tá thì sao im gu vậy? Cầm nói sao? Bị cầm mà chạy vậy? Út chết bây giờ cũng ăn út chết vợ. Ủa, con câu đâu? Con câu đâu? Không kịp sao gì à? Đây là mới vô đi lấy đồ, tự nhiên cái hai ông nội này chặn đường ở chỗ này. Rõ ràng bà nói bà đi lấy đồ. Giờ bà nói không phải của bà. Anh ơi, cái này chỉ là đường phèn thôi à. Nó lấy cái này nó phi tan là đi bán là phi tan luôn nè. Cái cục ma tí nào mà nó bự như vậy ra đi. Thôi cho nữ. Ai cho bà. Ăn nó phê cái nó máu ra. Nó nháo luôn nữa, nó quýnh đó. Ai tôi nói tôi không có biết cái hai ông này. Mẹ cứu con đi mẹ. Biết chứ bệnh đó không? Có tội nhận đi chứ. Bà kia bà mới đi lấy đồ xong giờ bà cãi. Hai ông này quên cái điện thoại tôi đi công chị. Hai ông này công an mà. Mà sao công an này nãy giờ không nói gì chưa vậy? Theo dõi lâu lắm rồi. Thì một thằng nói rồi đâu coi nói chuyện. Thằng này là sếp, thằng này là lính là sao dám nói? Sếp đang nói chuyện sao mà lính dám nói? Rồi giờ mẹ gì? Làm gì hai chồng. Trời ơi bị quýnh nữa bây giờ nè. Công an mà mày chửi. Ông đáng cho mấy cái giờ. Gì anh dám chửi mẹ em hả anh? Ơi. Con nói con không biết. Không biết sao mà có cái bệnh đó trong xe. Giải thích đi để người ta nói. Giải thích mà có thằng nào nghe đâu. Mà hai đại đại không quá. Con chỉ cho anh mẹ thôi mẹ. Mà hai cái xe mà. Phê cái gì mà phê. Không có rành. Thấy gì con mắt liêm diêm mà trôn. Nó ngủ ai đi cho người ta đem về đồ. Ai đâu mà nói em không ngủ hả. Em không có trôn không có trôn. Mà hãy cao quên lóc đó. Không biết gì hết á. Thôi anh ơi. Thấy vậy là biết có cái này nè. Chảo gì đâu, chảo gì tôi. Cái này chỉ là cái bao tay với lại đường phèn thôi à. Ai bỏ đường phèn vô bao tay? Em để về nhà cho má nấu chè á. Vậy sao nãy họ kêu không biết. Giải đi. Tía mẹ cứu con mẹ. Nhỏ này tội nặng lắm nè. Tội gì? Chàng tàng chứa nè. Con tàng chứa hồi nào? Suối dục à. Bắt gì thì mình giờ mình khai ra để bắt luôn mình thôi. Anh ơi, cái đây là tình đồng lõi nè, đây đồng lõi. Không đồng lõi. Đây là đồng lõi của em anh. Biết hết tại sao không trình báo được đi giờ thấy người ta mình nó mới. Trời ơi, tôi trình ra ngoài kia rồi bữa nay mới bắt nè. Ai à. Sao em ngứa tay quá chị ơi. Mà sao nãy giờ đại tá này không nghe nói gì hết vậy? Bị cầm nói gì? Ai vậy vậy? Con báo rồi, hai báo rồi. Chạm đi xuống á. Cái thứ hai của mẹ á. Mày có nhìn kỹ không?
bắt đầu thằng công an nó xả xuống á. Xả gì không có mày tên gì vô mẹ. Mày chạy mẹ hết rồi, mai lắm cái gì? Con dữ quá nó chạy à. Ủa nó là công an mắc mớ vậy sợ con. Mày trời dám nó chạy. Con đã chạy được kìa, chạy nó đâu? Nó về xả nó báo lắm, công an xả xuống. Mày... Ngon xuống đây đi. Cho nó ăn luôn bịch này nè. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, nó phải. Xả nó công an phải có xuống này kia kìa nọ. Phải ấy sợ, mắc mớ thì công an phải bỏ chạy. Mày công an ở trên có bạn hiệu gì không có tên tuổi. Không tên không tuổi mà kêu đó. Nó xuống đây đi. Mấy thằng kia nó ở nhà nó gác rồi, mấy thằng này nó không gác nữa đi. Không gác đi, mắc mới gì, nếu mà tụi con đúng là như vậy thì nó dám chạy không? Đi bắt cái này. Công an xuống nó không sống đi, bây giờ mày sống sống. Bây giờ nó thấy rồi nó biết bắt gấp quá nó không. Nó biết sao rồi. Nó ngồi nè, nó đeo bản tên. Trời ơi. Bán xe không? Tụi bay lấy xe bán đi. Lúc nào ở tù đi ra nha. Đem vô tiệm 13, 17. Ôi bà, 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 b